Vợ chồng công chúa Mako lộ quan hệ mờ ám với ông lớn ở Mỹ khiến dư luận Nhật Bản bức xúc. Vừa qua, truyền thông Nhật Bản xôn xao về một mối quan hệ gây tranh cãi giữa vợ chồng cựu công chúa Mako với một nhân vật tên tuổi tại Mỹ. Được biết, vị này chính là người giúp đỡ và hỗ trợ cho chàng rể thường dân Kei Komuro khi anh học tập và sinh sống tại New York những năm qua. Đó chính là Gary Moriwaki, luật sư 70 tuổi gốc Nhật hiện đang sinh sống tại Mỹ. Theo các trang tin địa phương, ông Gary hiện đang nắm giữ vị trí chủ tịch danh dự Hiệp hội Người Mỹ gốc Nhật ở New York. Ông cũng từng được trao tặng huân chương Mặt Trời Mọc cho những cống hiến và đóng góp tích cực đối với quan hệ ngoại giao hai nước, Nhật và Hoa Kỳ. Nguồn tin thân cận tiết lộ, từ khi mới du học tại Mỹ, Kei Komuro đã có cơ hội được thực tập tại một công ty luật do chính ông Gary đồng sáng lập. Khi này, anh mới 20 tuổi và đã bắt đầu có quan hệ yêu đương với con gái lớn của Thái tử Akishino. Không những vậy, công việc mà Kei Komuro hiện đang có được cũng là nhờ vào sự giới thiệu của ông lớn này. Nhiều nguồn tin khẳng định Kei Komuro có quá trình học tập và làm việc thuận lợi ở Mỹ là nhờ sự hậu thuẫn từ Hoàng gia, Bộ Ngoại giao và người trực tiếp giúp đỡ anh chính là ông Gary. Chưa hết, đến hiện tại, khi Mako và Kei đã về chung một nhà và cùng nhau chuyển tới sống tại Mỹ, ông Gary được cho cũng sẽ là người chống lưng dùng quan hệ để đứng ra hỗ trợ cựu công chúa tìm việc làm trong thời gian tới đây nhằm sớm ổn định thu nhập và cuộc sống của họ. Chính nguồn thông tin này đã khiến vợ chồng Mako nhận về vô số những ý kiến trái chiều, thậm chí chỉ trích từ cộng đồng mạng. Không ít dân chúng tỏ ra bất bình khi cựu công chúa dù đã bị tước thân phận cao quý nhưng vẫn liên tục nhận được sự hậu thuẫn và đặc quyền từ nhà nước và hoàng gia Nhật. Ngoài ra, nhiều khúc mắc tài chính cũng khiến đông đảo mọi người tin rằng vợ chồng Mako vẫn có thể sống sung sướng và đầy đủ trong một căn hộ sang trọng tại New York, trong khi vẫn chưa thực sự ổn định việc làm, chính là do sự chống đỡ và chu cấp từ gia đình thái tử. Một số ý kiến bình luận cho rằng trong kỳ thi kiểm tra năng lực luật sư sắp tới đây, nếu Kei Komuro thi trượt nhưng vẫn thuận lợi làm việc ở Mỹ, thì chắc chắn là bằng chứng rõ ràng cho thấy anh và Mako đang được hậu thuẫn rất nhiều dù đã rời khỏi hoàng gia. Không dừng lại ở đó, dịp Giáng sinh vừa qua, cựu công chúa Nhật Mako được trông thấy một mình cầm túi quà màu trắng đi bộ đến một chung cư cao cấp. Một số trang tin Nhật Bản đã đưa ra phân tích cho thấy chuyến đi này của Mako có mục đích phía sau. Theo trang tin AERA.doc, Mako được cho là đã đến thăm nhà ngoại giao Mỹ Caroline Kennedy, người hiện đang sống trong căn hộ cao cấp trị giá 25 triệu đô la Mỹ, hơn 500 tỷ đồng. Caroline là một nhân vật có vai vế ở Mỹ. Bà là con gái của cựu tổng thống John Kennedy, người từng bị ám sát trong vụ việc đình đám một thời. Bà Caroline từng làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào năm 1980. Vào năm 2013 đến 2017, Caroline là nữ đại sứ đầu tiên tại Nhật Bản dưới thời chính quyền ông Obama. Hiện tại, Tổng thống Biden đã đề cử Caroline làm đại sứ mới của Australia vào ngày 15 tháng 12 và sẽ chính thức nhậm chức nếu được Thượng viện thông qua. Nhiều nguồn tin cho biết, trong thời gian bà Caroline làm đại sứ ở Nhật Bản, Mako đã có dịp tiếp xúc với người phụ nữ nổi tiếng này. Sau khi đến Mỹ, đây là lần đầu tiên Mako được trông thấy một mình đi thăm bạn và xách theo túi quà. Trước đó, cô thường đi dạo phố và đi chơi cùng với chồng vào dịp cuối tuần. Chính vì vậy, chuyến đi một mình bất thường này của Mako càng khiến nhiều người tin rằng có động cơ phía sau đó. Một số trang tin Nhật Bản khẳng định bà Caroline từng làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nơi mà Mako đang hướng đến để làm việc, nên nhiều khả năng chuyến thăm gặp gỡ này tạo điều kiện để cựu công chúa Nhật Bản xin được việc làm. Điều này chứng tỏ chống lưng của vợ chồng Mako không chỉ có Gary Moriwaki mà còn có cả nhà ngoại giao Mỹ nổi tiếng. Họ muốn ở New York, muốn thoát khỏi cuộc sống bị soi mói từ dư luận. Chính vì vậy, điều quan trọng đối với cặp đôi này là phải tìm được công việc ổn định, có thu nhập sẽ tạo điều kiện để họ không quay trở lại Nhật Bản. Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt. Một nguồn tin trên AERA.doc cho biết, nhiều người dùng mạng ở Nhật Bản bày tỏ sự bức xúc về thông tin trên. Nhiều người ý kiến rằng Mako đang tận dụng vị trí là thành viên của Hoàng gia để kiếm được việc làm thông qua cuộc gặp với bà Caroline. Bởi lẽ nếu là một người dân bình thường sẽ không dễ dàng có cơ hội gặp gỡ người phụ nữ nổi tiếng này. Có thể nói, năm nay mọi thứ đã khác hoàn toàn đối với Mako, cựu công chúa Nhật Bản đón năm mới 2022 tại Mỹ, khi đã chính thức rời bỏ vị trí là thành viên của Hoàng gia. Đây cũng là năm mới đầu tiên cô và Kei Komuro được ở bên nhau sau khi họ chính thức là vợ chồng. Năm nay, Mako không còn tham gia tiệc mừng năm mới cùng gia đình và cũng không còn xuất hiện trong những bộ ảnh chụp kỷ niệm thường niên của Hoàng gia. Cựu công chúa Nhật đang bắt đầu cuộc sống của một người dân bình thường, thoải mái và tự do làm những gì mình muốn trong năm mới. Đầu năm nay, Hoàng gia Nhật cũng tránh nhắc tới Mako và họ chủ yếu chia sẻ những khó khăn của người dân cũng như hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Mako đã không còn trở thành tâm điểm chú ý như đầu năm ngoái, không còn gánh chịu quá nhiều áp lực từ cuộc hôn nhân của mình.